Xuân Lâm xin chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho tối nay và ngày mai, 30 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, tối nay và ngày mai, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Nam Trung Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ yếu. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng sẽ là nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày nắng gián đoạn, có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, nhiệt độ toàn tỉnh dao động từ 15 đến 32 độ C. Cụ thể, khu vực các huyện phía Bắc của tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đam Rông. Đây là khu vực có nền nhiệt độ thấp nhất tỉnh với nhiệt độ dao động từ 15 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Khu vực các huyện phía Đông của tỉnh Lâm Đồng gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Thời tiết khu vực này chủ yếu là ngày nắng, chiều tối có mưa và dông rải rác đến nhiều nơi. Nhiệt độ dao động từ 19 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Khu vực các huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Mưa dông có khả năng sẽ xuất hiện vào chiều tối tại đây. Nhiệt độ sẽ dao động từ 19 đến 28 độ C, độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Khu vực các huyện phía Tây Nam của tỉnh Lâm Đồng gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ dao động từ 22 đến 32 độ C, độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Thưa quý vị, với việc mưa xuất hiện nhiều hơn trên địa bàn, đặc biệt là khu vực phía Bắc của tỉnh, chính vì thế rất có khả năng sẽ xảy ra lũ trên khu vực sông Cam Ly, huyện Đức Trọng. Cảnh báo cần đề phòng sạt lở đất, ngập cục bộ tại khu vực vùng trũng thấp ven sông Cam Ly thuộc khu vực huyện Lâm Hà, đó là xã Mê Linh và thị trấn Nam Bang, đặc biệt là khu vực thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng. Bà con và quý vị nên cảnh giác trước những diễn biến của thời tiết để có biện pháp bảo vệ bản thân và gia đình phù hợp. Quý vị thân mến, tiếp theo là dự báo thời tiết cho những thắng cảnh, khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bản nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.